Chào mọi người, tôi là Lê Danh. Hôm nay tôi tiếp tục trình bày cho mọi người một miếng đất vườn. Đây là cái trước mặt mình là cái đường đã nhà nước đã lu đá mi rồi, chuẩn bị lên nhựa nha, chắc chắn 100% luôn. Chỉ cách cái đường Kim Long Quảng Thành 600m. Là cách cái trung tâm thứ hai là ngã ba Hiệp Thành đó, của xã Quảng Thành đó, là khoảng 700m hơn thôi. Rồi miếng đất của mình đây, từ cái đường này là nhà nước đã làm rồi, chuẩn bị lên nhựa luôn nha, làm cống đồ thoải mái rồi, chắc chắn 100% lên nhựa rồi. Chỉ cách cái đường này đi vô đúng 50m là tới miếng đất mình, là cái đường bê tông. Tôi đang đi vô đây. Miếng là 3 xào 6. Một miếng là 2 xào 4. Đó, kế bên mình cũng có dân cư ở. Đường này là đường bàn cờ nha. Tọa lạc tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, chỉ có 50m là tới miếng đất này. Đường này đường thông nha mọi người, đường thông luôn, bảo đảm 100%. Đất mình là xây mặt tiền theo đường này về hướng đông. Và đây là sát cái ranh này, bên kia có nhà người ta nữa kìa, bên kia xa xa cũng có nhà nữa đó. Cái đường này là nhà nước làm tới đây, chuẩn bị làm tiếp. Là từ cái ranh này là miếng thứ nhất, sát cái ranh này của nhà ta nè, qua đây tới cái cọc đằng kia là 25m mặt tiền, là miếng 2 xào 4 đó. Đây tới cái cọc này là 25m mặt tiền, chạy dài vô là 90m, nở hậu ra 30m nha mọi người, là miếng thứ nhất 2 xào 4 đó. Mọi người thấy không, nó có cái view đẹp kia chưa, bạc ngàn. Miếng đất mà này á, khi mà cháu Dư gửi lên cái vị trí á, thì nó sát bên cái hồ Gia Quét, thành ra cái không khí ở đây rất là mát mẻ đó. Đó, đất mình á, mọi người coi cho rõ nha, đất mình á ở gần sát bên là cái hồ Gia Quét, thành ra không khí ở đây rất là mát mẻ, tôi bảo đảm 100% luôn. Này, cái vườn nhà ta kế bên mọi người thấy không, trồng trái cây nè, quá đẹp luôn, bơ rồi nè, sát bên luôn. Đường bê tông này là xe hơi vô là thoải mái, sát bên cái đường nhựa, chuẩn bị lên nhựa đó. Tôi nói rõ nha, đất mình là có hai miếng, một miếng là 2 xào 4, là miếng này nè, mặt tiền là 25m, chỗ dài tới bên kia 25m, chỗ dài xuống là 90m, nở hậu 30m. Còn miếng thứ hai, mặt tiền cũng 25m, chiều dài 90m nhưng mà nở hậu 50m nha. Đó, cái đất này thì không có gì để quay nhiều, chủ yếu mình quay cái view thôi. Cái view lại xuống rất là đẹp, còn nguyên sinh mà. Đất mình là hướng đông, chủ kêu giá cái miếng này á là 2 xào 4 này đó là 1.370.000. Có thương lượng nhẹ. Còn miếng này là 3 xào 6, tỷ kia chủ kêu là với cái giá là 2.030.000.000, có thương lượng nhẹ. Tôi nói rõ nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chuẩn bị chạy ra đường cho mọi người. Bây giờ là coi, từ đây là từ đường này nè, đi vô cho đó, đất mình ở đằng kia, bước vô mấy bước chân thôi là tới rồi đó. Mọi người quan cảnh coi đẹp không, cái view quá đẹp luôn, nhà cửa người ta ở nè, bên này cũng có nhà luôn nè. Rồi bây giờ tôi chạy ra đường cho mọi người coi, kế bên này là đất người ta trồng trái cây rồi, tốt ghê chưa. Đây là đất đỏ Ba Giang,
Đó, mọi người thấy nhà cửa nở không? Bạn giao thông rồi nè. Nhà nước đã phối đá rồi, đã luôn rồi. Chỉ chờ lên giữa thôi. Quá ok luôn. Đó, mọi người thấy dân cư không? Rồi quẹo phải là ngay ngã ba, ngã ba Kim Thành là trung tâm thứ hai của xã Hòa Thành. Mọi người coi nè, dân cư nè. Sáng ở đây là góc này là có cái chợ nhỏ. Đó, đường này á là đường đi về đường 795 ra quốc lộ 1 luôn nha, về thị trấn Sông Rây. Quán xá nè. Đó, đây cây xăng ở đâu. Mình chỉ cách cái ngã ba Hiệp Thành đó vô có là 600-700 mét thôi, có hai miếng, một miếng đó là 2.2264 và một miếng 3.600, là chủ kêu cái miếng 2.400 là 1.370, còn miếng 3.600 là 2.030, có thương lượng mặt tiền 25 mét, hai miếng đều nở hậu hết. Ai quan tâm tới hai lô đất xào này liên hệ cháu Dư sẽ nói rõ vị trí cụ thể hơn. Cảm ơn mọi người. Rồi chào cả nhà, mình là Phạm Hữu Dư đây. Nãy giờ là chú Bảy Lê Danh có quay cho mọi người xem hai cái miếng đất ở xã Quảng Thành. Bây giờ thì cho anh chị mình xem sổ ha, cả hai sổ của hai miếng. Đây thì cái sổ đầu tiên là cái sổ của cái miếng mà 264 nè. Địa chỉ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái sổ này, miếng đất này thì có diện tích là 2.436 m², toàn bộ đất trồng cây lâu năm, chưa thổ cư nha. Đây là hình dáng đất mình ha. Đường bê tông, mặt tiền đường là được 25 mét. Nói chung có hai miếng đều có mặt tiền là 25 mét hết nha. Tại vì miếng kia thì nó nở hậu nhiều hơn cho nên là nó rộng hơn. Miếng này nó hậu ít nên cho nên là nó vậy. Nhưng mà chung cả hai miếng đều đẹp, vuông nhất hết. Thì miếng này thì chủ đang kêu là 1.370 ha, 1.370 triệu. Rồi đây, miếng này thì là 2.030 triệu nè. Miếng này thì diện tích của nó là 3.619 m², cũng toàn bộ đất trồng cây lâu năm, chưa thổ cư. Này, miếng này thì cũng có hình dáng của nó là cũng đây, cái hình dáng là của miếng đầu tiên nè. Còn cái này là của cái miếng 366 nè. Nó hậu nhiều, mọi người thấy không? Còn cái miếng 264 á, nó hậu ít, nói chung là nó gần như nó vuông luôn á, nó hậu không nhiều. Rồi bây giờ thì mình cho anh chị cô chú mình xem cái vị trí của miếng đất này trên bản đồ vệ tinh cho mọi người dễ dàng hình dung ha. Đây, nằm ở khu vực này. Đó, khu vực này thì mọi người thấy không? Đường xá quy hoạch nó như bàn cờ vậy đó, rất là vuông vức, rất là đẹp. Đó. Từ đất mình thì chạy ra là gặp ngã ba nè, ngã ba Hiệp Thành nè, là cái khu trung tâm nè.
từ đây thì tới hồ, cách hồ Gio Quét cũng gần, cách ngay trung tâm của xã nè, là chợ búa ủy ban nè, thì khoảng chừng 3 cây số thôi. Ở đây thì cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 70, hơn 75 cây, tức là đi hơn 1 tiếng rưỡi, và cách biển thì đâu đó là khoảng 40 mấy cây. Đó, thì đi đường nào thì vẫn đi đường bầu cạn nha mọi người. Nói chung là tới Quảng Thành là cái mặt này đi đường bầu cạn cho nên là ok nhất. Đường bầu cạn là cái đường từ quốc lộ 51 đâm thẳng tới quốc lộ 56 á. Đường này nó nhiều rồi. Anh chị nào chưa biết đường này thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Rồi thì cái giá thì mình cũng mới nói rồi ha. Giá thì hai miếng là lần lượt vậy. Nếu mà anh chị nào mà mua chung nữa, mua hai miếng luôn á thì sẽ có giá tốt hơn. Thì cái giá này mình thương lượng với chủ nha mọi người. Rồi thì nói chung là mình cũng xin kết thúc cái video này cho nhanh. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ alo số điện thoại mình là 0933 230243. Còn trường hợp mà ai có nhu cầu muốn bán đất vườn, nhà vườn gì đó thì cũng có thể alo mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên cái kênh YouTube mình á cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi chào cả nhà nha.